là không chằng dây này, không có gì cố định gạch bên trên nhá. Biển số 34R02617 02617 nhá. Quá liều lĩnh luôn, coi thường tính mạng con người nhỉ. Đấy. Rất tuyệt rồi. Cái này là cua hai cua nữa là khả năng là những anh xe máy nào mà đi là nguy hiểm tính mạng đấy. Đấy, cơ quan chức năng mà xem được cái video này thì có cái hình thức xử phạt cho nó phù hợp nhé. Em đăng lên trên trang để cho bác tài bác ấy bị phạt cho nó chừa cái tính này đi nhá.